Biển Đông POC, niềm tự hào của người dầu khí Việt Nam. Chắc chắn rằng về sau này, trong biên niên sử của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ có những dòng xứng đáng về dự án Biển Đông 01, hay còn gọi là dự án phát triển và khai thác dầu khí ở cụm mỏ Hải Thạch, Mộc Tinh. Hai mỏ Hải Thạch và Mộc Tinh nằm trong hai lô dầu khí 052 và 053 thuộc bể Nam Côn Sơn, thềm lục địa Việt Nam, cách Vũng Tàu khoảng 320 km về phía đông nam. Cụm mỏ này nằm trên một cấu tạo địa chất cực kỳ phức tạp, dưới độ sâu 4.000 m là dòng khí áp suất cao tới 850 atmosphere với nhiệt độ trên 175 độ C. Vì nhiều lý do khác nhau, từ kinh tế, kỹ thuật đến chính trị, sau gần 20 năm triển khai các dự án tại bể Nam Côn Sơn, năm 2008, BP và các đối tác nước ngoài chính thức rút đi sau khi tốn gần nửa tỷ đô la mà chưa thu được một mét khối khí nào. Ngày 26 tháng 2 năm 2009, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thành lập công ty điều hành dầu khí Biển Đông với nhiệm vụ chính là phát triển mỏ Hải Thạch, Mộc Tinh để sớm đưa dự án vào khai thác. Mục tiêu đón dòng khí đầu tiên vào khoảng cuối năm 2012 hoặc giữa năm 2013. Đây là tiến độ hết sức khẩn trương so với kế hoạch mà BP đưa ra là đón dòng khí đầu tiên năm 2015. Đầu năm 2010, Biển Đông POC đại diện cho Petro Việt Nam đã lập kế hoạch phát triển mỏ Hải Thạch, Mộc Tinh, còn gọi là dự án Biển Đông 01 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 956 QĐ-TTG ngày 24 tháng 6 năm 2010 với tổng mức đầu tư ước tính sấp xỉ 2,4 tỷ đô la Mỹ. Việc quyết định tự triển khai một dự án có quy mô lớn với độ phức tạp và rủi ro về mặt kỹ thuật chưa từng có thể hiện sự quyết tâm và hướng đi đúng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Nhiều thế hệ người dầu khí đã lao vào dự án với một quyết tâm cháy bỏng là phải chinh phục Hải Thạch, Mộc Tinh bằng nội lực, ý chí và kinh nghiệm của những người thợ dầu khí Việt Nam. Petro Việt Nam đã huy động và lựa chọn các đơn vị hàng đầu của ngành để triển khai công tác xây dựng các hạng mục công trình dự án. Đó là Công ty Cổ phần Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSCMC, xí nghiệp liên doanh Việt-Nga, Vietso Petro. Những cái việc gọi là nếu mà đặt từ đầu dự án, mình có biết được mình có đi đến cuối dự án hay không? Là mình nhìn con đường nó trông gai lắm, không biết là có đi được đến cuối hay không. Nhưng mà trong đầu mình không bao giờ có một cái gì mà ngoài cái gọi là niềm tin là chắc chắn là nó sẽ được. Không cách này hay cách khác, kiểu gì nó sẽ được. Tức là một cái sự lạc quan, một cái niềm tin mãnh liệt như thế. Kể cả những cái kỹ thuật rất cơ bản thì mình vẫn còn là anh em vẫn còn đang vừa đang học, đang làm, đang thay đổi nó để đáp ứng cái điều kiện của những cái tiêu chuẩn của Biển Đông. Và ngay cả những cái đó là mình cũng vẫn vừa làm vừa học. Thế nhưng mà nói là gọi là gì, triển khai các thứ này kia vân vân thì là anh em luôn luôn sẵn sàng, luôn luôn xông vào. Hơn 1.200 ngày với những nỗ lực không biết mệt mỏi của gần 4.000 người lao động dầu khí Việt Nam, với hơn 17 triệu giờ công tuyệt đối an toàn đã tạo nên những kỳ tích. Dòng khí đầu tiên từ mỏ Mộc Tinh được đưa đến dàn xử lý trung tâm mỏ Hải Thạch vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 5 tháng 8 năm 2013 và dòng condensat được tàu FSO tiếp nhận an toàn vào 2 giờ 21 phút ngày 7 tháng 8 năm 2013 là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Petro Việt Nam và các đơn vị thành viên. Thành công này là nhờ sự kết tinh ý chí, năng lực của nhiều thế hệ người lao động dầu khí, là nhiệt huyết và khát vọng chinh phục thử thách và những vấn đề kỹ thuật phức tạp nhất, là quyết tâm khai thác dòng dầu để làm giàu cho Tổ quốc, là ý chí tự lực, tự cường, không ngừng lao động sáng tạo, tất cả vì một mục tiêu chung. Cái việc này mà nói một cách vĩ mô thì tôi cho rằng cái sự thống nhất ý chí từ trên xuống dưới là yếu tố quan trọng nhất. Nếu mà không làm được như thế thì dự án không thành công như thế. Vì như thế cho nên cái thời cơ nó mới gọi là thuận lợi cho mình. Nó đạt được trong cái toàn bộ cửa sổ thời cơ thuận lợi để chúng ta thành công. Chúng ta làm trễ đi có thể có sẽ nhiều khó khăn sẽ chồng chất lại và nó làm cho dự án có thể không thành công. Cái điểm thứ hai là tôi cho rằng là cũng không kém phần quan trọng là khi chúng ta đã thống nhất vị trí và chúng ta chọn được những con người đúng đắn cho công việc. Và bản thân tôi chỉ là tập hợp anh em lại, những con người rất năng lực, những con người có cái tiềm năng, có kiến thức rồi nhưng mà có tiềm năng và được dịp để người ta thể hiện. Với cái tinh thần của Biển Đông, cái chữ Biển Đông nó đã thể hiện cái tinh thần và mọi người đều quyết, đều
muốn đóng góp sức mình vào trong cái dự án quan trọng này và ý nghĩa này. Cho đến hôm nay, các công việc cơ bản tại Biển Đông 01 đã do người Việt Nam đảm nhận và Biển Đông POC đã trở thành nơi đào tạo cán bộ, kỹ sư ngành dầu khí uy tín, chất lượng, được các đồng nghiệp trong nước và quốc tế đánh giá cao. Hiện nay, Biển Đông POC đang sở hữu đội ngũ với độ tuổi trung bình còn rất trẻ, trình độ chuyên môn cao và phong cách làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ chặt chẽ các quy trình vận hành nghiêm ngặt nhằm vận hành hệ thống theo các tiêu chuẩn cao nhất. Đây là tài sản quý giá của công ty. Bên cạnh hệ thống các dàn công nghệ và khai thác hiện đại, tàu chứa dầu condensate FSO có công suất lớn, sẵn sàng để mở rộng phát triển mỏ trong tương lai. Ngay sau khi đi vào vận hành thương mại, một dấu mốc quan trọng của dự án là sự tham gia của Gazprom, tập đoàn khai thác dầu khí lớn nhất thế giới và có truyền thống hợp tác tốt đẹp với ngành dầu khí Việt Nam. Sự hợp tác này đã tạo được thế và lực mới cho Biển Đông POC hướng đến mở rộng quy mô hoạt động và phát triển bền vững. Đối với Gazprom, dự án tại lô 052 và 053 có ý nghĩa đặc biệt vì đây là lần đầu tiên Gazprom khai thác những mét khối khí, thùng condensate thương mại tại Việt Nam. Hiện nay, Gazprom cùng Biển Đông POC đã và đang tập trung phân tích tiềm năng cho khu vực nhằm tăng sản lượng khai thác, đồng thời hướng đến phát triển thêm các cấu tạo thuộc lô hiện có và các mỏ lân cận. Есть одна поговорка: если ты перестаешь учиться, ты перестаешь создавать будущее и становишься прошлым. Биндонг, как динамичная компания, смотрящая в будущее, занимается развитием своих кадров. В компании существует процедура по тренингу персонала, развитию и улучшению профессиональных качеств каждого сотрудника. Газпром Интернешнл всецело поддерживает данную инициативу и считает выбранный путь правильным. Мы считаем, что коллектив Биндонг в состоянии на прежнем высоком уровне выполнить все поставленные задачи, включая новые вызовы по доразведке углеводородного потенциала блоков 052-053. Kể từ khi dàn đi vào khai thác thương mại cho tới nay, công tác vận hành, khai thác luôn được lãnh đạo Biển Đông POC chú trọng. Công ty đã lên chiến lược hướng tới những tiêu chuẩn quốc tế trong đào tạo, xây dựng hệ thống quản lý và hệ thống đánh giá an toàn. Việc khai thác ở cụm mỏ Hải Thạch, Mộc Tinh luôn đạt hệ số vận hành liên tục gần như tuyệt đối là 99%. Sản lượng khai thác khí và condensate luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Từ thời điểm xuất phát những mét khối khí thương mại đầu tiên vào ngày 6 tháng 9 năm 2013 đến nay, Biển Đông POC đã khai thác trên 10 tỷ mét khối khí, hơn 17 triệu thùng condensate, đạt doanh thu lũy kế trên 2,8 tỷ đô la Mỹ trên tổng mức đầu tư và chi phí vận hành là 2,9 tỷ đô la Mỹ. Những con số này đã minh chứng cho những quyết định đúng đắn của dự án và năng lực điều hành, quản lý của công ty nói chung. Năm 2018, năng suất lao động bình quân đầu người là 60 tỷ đồng một người. Dự án Biển Đông 01 cũng như là Biển Đông POC với cái vị trí địa lý của mỏ Hải Thạch Mộc Tinh có một vai trò rất là quan trọng. Thứ nhất, đấy là cái khu vực mỏ cực đông của Tổ quốc và xung quanh khu vực đó thì chúng ta còn một số các tiềm năng dầu khí quan trọng. Chính vì vậy, cái việc tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, lâu dài, an toàn cho Biển Đông POC và việc phát triển ra khu vực xung quanh là một cái định hướng quan trọng của Tập đoàn Dầu khí. Đặc biệt, Biển Đông POC là cái công trình hợp tác giữa Gazprom và Petro Việt Nam. Nó là một, cũng là một cái hoạt động biểu tượng cho cái hợp tác giữa Nga và Việt Nam. Việc mà tiếp tục phát triển cùng Gazprom ra khu vực xung quanh ở khu vực cực đông của đất nước có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng cũng như là có định hướng tiếp tục phát triển của Biển Đông POC. Tiếp nối thành công này, Biển Đông POC đã tiếp tục được Petro Việt Nam tin tưởng giao thêm các lô dầu khí khác như lô 105 và lô 110/4 tại khu vực tỉnh Hà Tĩnh, cũng như tiến hành nghiên cứu thăm dò đánh giá cơ hội tại các cấu tạo Kim Cương Bắc, Mộc Tinh Tây, tại lô 052 và 053. Với hệ thống công nghệ hoàn chỉnh, sẵn sàng cho việc đấu nối các mỏ lân cận, đây sẽ là hướng đi đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tận dụng nguồn lực về cơ sở vật chất và con người nhằm hoàn thiện hệ thống khai thác ở khu vực nước sâu, xa bờ, trở thành tiền đồn của Tổ quốc ở phía Đông Nam. Một nhiệm vụ lớn đối với tập thể lãnh đạo Biển Đông POC hiện nay là phải tập trung vào việc đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn của toàn bộ hệ thống khai thác và xử lý khí condensate tại mỏ Hải Thạch và Mộc Tinh, hoàn thành các nhiệm vụ mà tập đoàn, chính phủ giao. Vì thế, ngoài việc tăng cường giám sát kiểm tra vận hành theo đúng quy trình, lãnh đạo Biển Đông POC còn nghiên cứu áp dụng các thành quả của cách mạng công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo vào vận hành, quản lý. Bên cạnh đó, công ty còn đang tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp cùng một đội ngũ nhân lực có trình độ cao, phong cách làm việc chuyên nghiệp,
có ý chí, khát vọng vươn lên chính mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng Biển Đông POC trở thành nhà điều hành dầu khí chuyên nghiệp, sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ lớn hơn trong tương lai khi được tập đoàn và chính phủ giao. Tập thể lao động quốc tế Biển Đông POC sẽ tiếp tục kế thừa những thành tích đã đạt được trong 10 năm qua và những năm tiếp theo dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Biển Đông POC chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện mình hơn nữa để nhanh chóng trở thành một công ty điều hành dầu khí chuyên nghiệp, sẽ áp dụng những cái công nghệ mới nhất, hiện đại nhất của kỷ nguyên công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo AI vào công tác thăm dò các cấu tạo mới tiềm năng nằm trong hai lô 5.2 và 5.3 như mỏ Kim Cương Bắc, mỏ Mộc Tinh Tây. Vì vẫn còn đó, những trữ lượng chưa thăm dò còn rất lớn. Song song với nhiệm vụ đấy thì việc phải đảm bảo vận hành tuyệt đối an toàn, khai thác đạt hiệu quả tối đa nhất có thể ở hai mỏ Hải Thạch và Mộc Tinh cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, cho đối tác Gazprom và Chính phủ Việt Nam. Thời gian rồi sẽ lùi xa, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chắc chắn sẽ có những dự án dầu khí lớn hơn, đạt hiệu quả kinh tế cao hơn và có thể sẽ là Biển Đông 02, Biển Đông 03. Nhưng dự án Biển Đông là dự án đầu tiên do người Việt Nam tự thiết kế, thi công, chế tạo, điều hành an toàn và hiệu quả. Biển Đông POC đã làm cho Biển Đông ngời sáng.